Chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài 22 sách giáo khoa trang 76. Đề bài yêu cầu như sau. Trên đường tròn tâm O, đường kính AB. Đây cô cũng đã dựng sẵn hình để các bạn dễ hình dung là cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm M khác điểm A và B. Vẽ tiếp tuyến của O tại A. Tiếp tuyến của O tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có MA bình bằng MB nhân MC. Đấy, thế thì để chứng minh cái hệ thức này thì đây là một dạng toán rất quen thuộc của lớp 8. Và chúng ta sẽ đưa về các đoạn thẳng tương tỷ lệ. Đây thì cô sẽ phân tích đề bài trước. Đề bài yêu cầu chứng minh MA bình bằng MB nhân MC. Thì để có cái hệ thức này ta sẽ đưa về các đoạn thẳng tỷ lệ là MA trên MB sẽ bằng MC trên MA. Để có các đoạn thẳng tỷ lệ này thì chính là đi chứng minh tam giác đồng dạng, đúng không ạ? Là tam giác MAB sẽ phải đồng dạng với tam giác MCA. Thế thì bây giờ các em quan sát hình giúp cô là tam giác M A, B và tam giác M, C, A. Đấy, hai tam giác này thì có các yếu tố như sau. Thứ nhất là góc M bằng 90 độ. Đây, hai góc M bằng 90 độ. Để chứng minh góc M là bằng 90 độ thì chúng ta nhớ lại cái kiến thức mà chúng ta học trong bài học này là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì là góc vuông. Đấy. Vậy thì chúng ta có góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn trong đường tròn tâm O, nên góc AMB sẽ bằng 90 độ. Góc này bằng 90 độ thì đương nhiên góc kề bù của nó cũng bằng 90 độ. Vậy hai tam giác này có yếu tố thứ nhất để đồng dạng với nhau là có hai góc bằng nhau bằng 90 độ. Yếu tố thứ hai là góc C sẽ bằng với góc MAB. Thì các em quan sát này, góc MAB cộng với góc MAC bằng 90 độ. Lại góc MAC cộng góc C cũng bằng 90 độ do tam giác MAC là tam giác vuông tại M. Thì trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Như vậy là góc C sẽ bằng góc MAB vì cùng phụ với góc MAC. Vậy hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc có tam giác đồng dạng thì có các cặp cạnh tương tỷ lệ. Có các cặp cạnh tương tỷ lệ thì suy ra hệ thức mà chúng ta cần phải chứng minh. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi chứng minh góc vuông là xét đường tròn tâm O có góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đấy, vậy theo hệ quả thì suy ra góc AMB bằng 90 độ. Hai góc kề bù tổng bằng 180 nên góc còn lại cũng sẽ bằng 90 độ. Suy ra góc AMC cũng sẽ bằng 90 độ. Đấy. Xong, hai góc bằng nhau. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh góc A bằng góc C vì cùng phụ với góc A bên cạnh. Là ta có góc MAB cộng với cả góc MAC bằng góc MAB cộng MAC bằng góc BAC và bằng 90 độ. Điều này là do CA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A. Đấy. Tương tự thì ta có góc C cộng góc MAC cũng bằng 90 độ. Góc C cộng góc MAC bằng 90 độ là do tam giác MAC là tam giác vuông tại M.
Đấy. Vậy theo tính chất bắc cầu thì ta có góc MAB sẽ bằng góc C vì cùng phụ với góc MAC. Vậy suy ra góc MAB sẽ bằng góc C vì cùng phụ với góc MAC. Đấy, có hai góc, hai cặp góc bằng nhau. Đấy, chứng minh được hai tam giác đồng dạng. Xét tam giác MAB và tam giác MCA có góc AMB, AMB bằng góc AMC. AMB bằng AMC vì cùng bằng 90 độ do chứng minh trên. Đấy, tiếp theo, góc MAB bằng góc C. MAB bằng góc C cũng do chứng minh trên. Từ hai điều này kết luận là tam giác MAB đồng dạng với tam giác MCA. Và các bạn lưu ý giúp cô là chúng ta khi viết tam giác đồng dạng, các bạn phải viết tương đỉnh nhé, cho trường hợp góc góc. Đấy. Đỉnh M của tam giác MAB tương với đỉnh M của tam giác MAC. Đỉnh C của tam giác MAC sẽ tương ứng với đỉnh A của tam giác MAB. Đây. Rồi có tam giác đồng dạng, chia cắt các cạnh tương tỷ lệ là MA, MA trên MC sẽ bằng MB trên MA. Đây là các cạnh tương ứng tỷ lệ. Có các cạnh tương ứng tỷ lệ cho được hệ thức là MA bình bằng MB nhân MC. Đây là tính chất của phân số đấy ạ. Hai phân số bằng nhau khi tích chéo của chúng bằng nhau. Vậy xong yêu cầu của đề bài ạ.